Cô bác ông ấy đứng mắt nè. Anh rồi anh sẽ vô liền em ơi, như lời hứa. Mừng quá là ông bà cô bác ơi. Rồi mừng quá. Mừng quá rồi em nói đứng mắt mình nào mà cô bác. Ủa cái gì bao lâm bỏ đâu rồi kìa. Hết rồi mà có thôi. Ừ. Đem để đem đồ đầy đủ chân mà. Sao lại không có dĩa ta? Sao nay bao lâm quên đem cái dĩa, cũng may là cái dĩa này còn ngày qua còn lại lắm mà có. Bữa nay cho em ấm no luôn. Giờ mình tranh thủ lần các bạn. Đó. Vẫn là món sườn nè bà ơi. Em món sườn thì em nói nha. Rất là ngon. Thấy đói bụng gì gì. Đợi cái bọc vào đây cho nó gọn. Để hai miếng sườn ra. Hai miếng sườn ra nó bảo bác sườn chay á. Rất là ngon. Hôm nay anh sẽ cho em gái được no nê luôn nha. Đó. Thì Lâm nghĩ là người ta không bán dầu gội đầu, cho nên là làm sao mà đốt dưới được. Mình mua nguyên bịch gội dầu gội đầu rồi làm sao mình lỡ dưới được. Thì anh nghĩ là em hãy dùng cái gì đó gội đầu đi. Chứ giờ đốt cái áo này cho em nói nha, chờ nó cháy hết mình mới đi ra khỏi đây nha mọi người. Thank you.
Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan quá ma mị, thì Lâm chờ đợi cái căn nhà này nè. Đây nè ông bà cô bác thấy không? Đó. Thì Lâm sẽ vào trong nha. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan u ám ma mị và giúp đỡ những vong linh đối khác. Thì hôm nay Lâm trở lại cái căn nhà có một cái em gái mà áo màu đỏ rất là hiền lành dễ thương, bị các anh dân tộc hãm hiếp. Thì em ấy rất là hiền lành dễ thương, em ấy hôm qua có Lâm có giúp em ấy ăn cơm no, nhưng mà em ấy thì chưa có ấy. Hôm nay Lâm trở lại, Lâm sẽ cố gắng giúp em ấy được ấm no nha ông bà cô bác. Đây nè. Ở đằng trước này Lâm sẽ vào đây nha. Bây giờ Lâm sẽ đi trước nha, đi vô nha. Thì cũng như lời hứa hôm qua, đem dầu gội đầu, rồi cái kia nọ cho em gái nó nha mà các bác. Thì để biết video thế nào, chắc lẽ Lâm sẽ vào bên trong. Lâm sẽ đi vào vị trí này nha. Thì bên đây có cái mộ, Lâm đi qua đây. Mộ. Chó nó sủa hơi ồn mà con thông cảm nha. Không biết em gái nó có đứng ở đây chờ mình không. Kìa kìa ông bà cô bác, ông ấy đứng mắt nè. Anh rồi anh sẽ vô liền em ơi. Như lời hứa, em mừng quá là ông bà cô bác ơi. Rồi mừng quá. Mừng quá rồi em nói đứng mắt mình nè ông bà cô bác. Lẽ Lâm sẽ vào bên trong, họ gặp em nó, giao tiếp em nó, rồi bắt đầu Lâm sẽ trò chuyện và hỏi em nó có đem những cái thứ gì em nó cần không mà các bác. Chắc lẽ vào bên trong nha. Đây cây cối um tùm này, cái mộ chú này rất ghê. Không biết là không gặp em chú này mà chỉ gặp em gái này thôi. Lâm sẽ cố gắng mà giúp đỡ cho em gái này nha. Hôm nay thì có bánh trái cơm này đủ hết nha. Vào bên trong nữa rồi, nói tới em nó đâu có tiêu đâu mình. Mà đứng ngay chỗ này mắt mắt lầm mà đâu có tiêu rồi. Em ơi, hôm nay anh đến đây chia sẻ cho bà cô bác xem. Và anh cũng có đồng thời đem những cái gì mà em cần ngày hôm qua đến đây nè em. Ở bên trong nha bà cô bác. Đây, bác cái đồ cúng của Lâm còn ngày hôm qua còn đây nè. Không biết em nó đâu mà cô bác. Có đi ra ngoài này không? Em nói đâu rồi mà các bác? Em ơi, hôm nay lời đã hứa đã đem đồ tới cho em nè, xuất hiện nha. Anh kiếm hoài mệt quá.
Kìa, anh Nhi đứng đó rồi mà bác ơi. Mà đặt cái máy xuống làm giờ tiếp nha. Kìa. Anh xa, để cái cam xa chút xíu nha. Nó bị mờ nè. Mình tiến hành lại rồi, em nói đó kèm mở của bác. Lâm sẽ tiến hành lại giao tiếp với em nó và trò chuyện có nói những gì mà Lâm mua và sẽ tặng cho em nó nha. Bây giờ thì bắt đầu giao tiếp thôi nha mở bác. Thì ông bà cô bác ơi, như Lâm mới trò chuyện với em nó rồi thì Lâm cũng báo cho em nó biết để mình giao tiếp, để mình nói rõ là hôm nay có những gì em nó cần nha, hay như là cơm nè, trái cây nè, đồ nè, nói chung là đầy đủ các thứ, không thiếu gì cả. Thì em nó rất là mừng, rất là vui. Ông bà cũng thấy trên cái video rồi, em nó gật đầu quá trời. Bây giờ thì chắc lẽ Lâm sẽ đặt cái nghi thức ngay cái vị trí ngày hôm qua luôn và sẽ cúng cho em nó được ấm no đó. Sau khi cho em nó ăn được ấm no rồi thì hỏi có cần cái gì không thì Lâm sẽ giúp nha. Đặc biệt hôm nay có chị tin luôn nha, mà con bắt đầy đủ hết. Thì hôm nay là Lâm sẽ mua rất là nhiều, mặc dù cái kinh phí rất là khó khăn, nhưng mà Lâm sẽ cố gắng mà giúp cho em nó được ấm no nha bạn bác. Giờ thì mời bạn bác theo dõi video nha. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm sẽ đi đặt cái máy ngay vị trí này. Và bây giờ Lâm sẽ đi lấy đồ nha ông bà cô bác. Hôm nay thì do không biết lý do thì sao mà giông gió quá trời, nó hơi ồn. Thì ông bà cô bác cũng thông cảm nha. Bây giờ bắt đầu Lâm sẽ lấy đồ và sẽ đặt nghi thức cúng nhầm nó nha. Rồi, bây giờ Lâm sẽ đi lấy đồ nha ông bà cô bác. Lâm cũng lấy đồ xong rồi bà có bắt đây. Lâm mà lấy đồ ra đây. Lâm mà cũng em nó nha. Này rất là nhiều đồ thứ luôn. Rồi đây. Đồ rất là nhiều nhưng mà có bác. Thì như Lâm mà hứa với em đó ngày hôm qua. Đây. Lâm có đeo theo mà đem theo cái áo nè. Lâm mà có bác. Giày dép, mắt kiếng, môi son, lược, dầu thơm. Rồi vàng luôn, rồi bông tai, phấn trang điểm, điện thoại iPhone luôn nha ông bà cô bác. Đây, đầy đủ cho em nó luôn nè. Thì ông bà cô bác này, để cái áo màu này nè, ông bà cô bác để ý nha. Khi mà Lâm giúp đến hôm nay, khi mà Lâm trở lại thì chắc chắn là sẽ mặc áo mới này. Ông bà cô bác ha. Thì Lâm sẽ để bên đây đi, cái này đốt sau nha.
để vị trí này xào đi. Mình cũng sẽ dọn sờ chỗ này cái cho nó sạch nha các bác. Rồi, nó sạch rồi đó. Mình để cái vị trí này mấy bên này nha. Làm trải thiện cái tấm vải xanh này nha các bác. Ông bà các bác cái này thấy Lâm cũng đẹp trai không? Nói chung là cố hết gắng là giúp đỡ em nó nha. Tại em nó tội nghiệp quá. Nước năng mà các bạn. Còn mà đặc biệt là cái gì cái không bao giờ thiếu món cơm được nè. Món cơm mà không bao giờ thiếu được nha mà các bạn. Đây. Một cắm ngang, ly hương. Thằng cày ống quẹt đầy đủ hết nha. Để trống trống nha mà các bạn thấy nha. Thằng cày ra luôn. Cày luôn. Cái này là ấy nha. Đó, bây giờ thì cái món chính nè. Đó, mà các bác thấy không? Đó. Ôi da, trời ơi. Cái này ngon quá. Nguyên lót xì tin luôn. Này, nó nấu nước gì? Làm chơi sang luôn. Rồi, đây là một cam luôn nha mà các bác. Đó. Làm bây giờ thì cầm lại gần chút xíu cho bà các bác thấy nha. Kéo nó cao cao lên để cho ông bà ông bác thấy nha. Đó, bà ông bác thấy không? Bánh tráng dần mà các bác. Rồi, Lâm sẽ bắt đầu làm nha. Hàng này thấp thấp xuống xíu để nó ngã. Rồi, Lâm sẽ trải đồ ra cúng nha. Tiện thì Lâm lấy hai cái dĩa này nha mà các bác. Ủa, hai cái dĩa đâu rồi ta? Ủa cái dĩa bỏ Lâm bỏ đâu rồi kìa. Hết rồi ông bà có thôi. Hấp nước thì Lâm để ra luôn nha. Giờ thì bỏ cái cây ra trước cái đã. Để cơm này nè. Cái cây, vừa qua em nó đợi cái cây đó. Lâm mua luôn nè. Sao nay Lâm quên đem cái dĩa, cũng may là cái dĩa này còn ngày hôm qua còn lại đó mà quá. Bữa nay cho em nó ấm no luôn. Đóng đồ ăn luôn. Cái cây. Đây là mật chi tin nè. Lâm sẽ dặn là nước ra. Dặn ra hai chai nha. Bật nắp ra luôn bà các bác. Bật nắp lên cho nó luôn, em nó luôn. Rồi xì tiền em gái ơi, nói anh có heo cầu em có nước nè, một lóc xì tiền và trái cây luôn nha, đặc biệt là không thiếu cơm. Thì có cơm rồi anh khỏi còn cúng bánh cho em nha. Đó. Có cơm trái cây em ăn thoải mái rồi. Đó. Bánh chịu qua là em ăn rồi đúng không? Ăn cơm thôi. Giờ mình tranh thủ lần bà các bạn. Đó. Vẫn là món sườn nè bà các ơi. Em mua sườn cho em nói nha. Rất là ngon. Thấy nó bụng gì vậy. Để cái bọc vào đây cho nó gọn. Để hai miếng sườn ra. Hai miếng sườn ram nó mở bát sườn chay á. Rất là ngon. Hôm nay anh sẽ cho em gái được no nê luôn nha. Thì Lâm nghĩ là người ta không bán dầu gội đầu, cho nên là làm sao mà đốt dưới được. Mình mua nguyên bịch gội dầu gội đầu rồi làm sao mình gỡ dưới được. Thì anh nghĩ là em hãy dùng cái gì đó gội đầu đi, chứ giờ người ta không có bán đồ gội đầu rồi sao anh đốt được. Lâm sẽ mở cái này ra nha. Ông quẹt thì Lâm không quên, ông quẹt thì Lâm bỏ trong đây nè. Lâm lấy ông quẹt ra cho cả nhà xem. Quẹt Lâm để ở đây nè. Đây là hai cái ông quẹt rồi. Lâm bỏ cái này cho nó gọn vô đây nè. Rồi, giờ ngoài ra nước này thì anh sẽ làm cái nghi thức. Nó có đầy đủ nước nha.
Lâm sẽ đốt hai đèn cầy lên. Tôi không cháy nha. Đó, cũng cháy ăn mệt quá. Rồi Lâm sẽ đốt ba cái nhang nha. Cũng mang lại lẹ cho nó dùng nha mọi người. Nay trời hơi gió nè. Ổn chút xíu. Năm cái nhang. Thì em gái ơi, theo yêu cầu của em thì anh chỉ không có mua được xà bông cho em gội đầu thôi. Nhưng mà bánh nè, trái cây xì tin nè, có đầy đủ cho em mở nắp cho em luôn, có cơm luôn nha em. Thì mình cũng cho em nó. Giờ Lâm sẽ đặt cái máy xà xà chút xíu. Cho bà có bác thấy nha. Vị trí này nha mọi người. Rồi, ok, Lâm sẽ đặt em vị trí này nha. Anh thủ nha mọi người. Hôm nay cả nhà Lâm thấy cũng đẹp trai ha. Lúc nào cũng khen đẹp trai, cười. Hôm nay thì Lâm dùng hết gần như là muốn hết tài sản luôn. Để mà giúp cho em ơi. Ôi da, trời. Ủa, cái gì trời? Trời, Lâm vũ cái nó rớt luôn mà quá trời. Không biết có chuyện gì đó không nha, có chuyện gì đó không lành không nha. Giờ thấy nè, sao ngộ rồi. Hôm nay sao kỳ vậy ta hả? Cái con vẹt con trái không nè. Lộn đầu rồi. Thử vẹt con trái không. Nước này cái đóng luôn sao trái được. Nhưng mà mình quẹt trái cái kia là được rồi mà. Hôm nay sao lục chụp chứ không biết. Thấy em gái đẹp á, lục chụp hả. Thì Lâm cũng hơi quên nè. Mình sẽ lột cái cây ra cho em nó ít nha. Mà quá ha. Đó. Mình sẽ lột ra. Cái giỏ mình dục bằng bên này. Cam này, quýt này, cam này, quýt này. Trái rất là to, rất là ngon. Không lọt rồi luôn nha. Đó. Rồi, lọt hai trái được rồi. Giờ làm trong thử mới đốt nha mọi người. Tắt rồi mình đốt cái này. Không biết sao này lập chụp cũng kỳ quá mọi người. Bà có bác nói gặp gái là rung vậy nè, hàm lum nghe mắc cười lại lẹ nha. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô gia chủ cũng như vong linh trong căn nhà này, đặc biệt là trong cái em gái này, hôm nay anh cũng như lời đã hứa cho em có nước ngọt, xì tin nè, cơm nè, bánh trái đầy đủ nha em. Rất mong em hãy xuất hiện đây và các vong linh ở nơi đây cũng được hưởng và xuất hiện chung với em gái này. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Như Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Như Bồ Tát. Án Lam Tát Ha. 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 Thì bây giờ còn nè, Lâm sẽ đốt cho em nó một cái áo nha mọi người. Mình sẽ để lột cái áo này ra. Lột cái áo này ra mọi người. Lột cái áo này ra Lâm sẽ đốt cho em nó đầy đủ nè. Ở đây thì giỏ sách nè, thẻ visa nè, đồng hồ nè, ông bà bác nó đồng hồ nè, hai đôi dép, mắt kính vàng, nói chung là đầy đủ hết, là có nón luôn nha. Rồi cái áo màu này nha ông bà cô bác, chị đốt nha. Muốn tắt luôn, muốn tắt đâu mà bác, tại vì
Hôm nay không biết làm sao mà trời gió quá trời. Đốt cái áo này cho em nói nha. Trời nó cháy hết mình mới đi ra khỏi này nha mọi người. Kiếm cái cây nào mà lấy được không? Đây nè, có cái miếng cây nè, mình sẽ dứt lên cho nó cháy nha mọi người. À, mình đốt và đốt cháy cho hết mới được, nó mới nhận được nha mọi người. Nóng quá. Thì Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô các ngũ đồ mẫu nguyện hoán quang cho cái em gái lên nhận những đồ cúng của tôi cho em gái này được ấm no sau vài năm bị hãm hiếp và khổ đau và không ai cúng kiến gì, thì làm sẽ cúng kiến cho họ. Rất mong cái ngày hãy cho cái cô gái này lên nhận những cái quà này nha. Rồi, cháy trong ta cho nó cháy tàn hết đi, có đầu làm sao luôn ra nha mọi người. Cháy cũng hết rồi. Làm nghĩ là em gái rất là thích cái áo này. Trời, ông bà cô bác ơi, Lâm cũng đã đốt xong hết và cúng kiến rồi. Giờ Lâm sẽ lui ra các bạn nghi thức để cho em gái sự kiện dùng những cái xì tin cũng như lời Lâm đã hứa ngày hôm qua. Nhưng mà cô bác, giờ Lâm sẽ lui ra nhà mặt quá.
Thì ông bà cô bác ơi, hôm nay Lâm cúng đồ rất là nhiều. Chắc lẽ là Lâm thấy có cái vị trí này có hơi khác này, chắc lẽ đó em đã ra dùng rồi ông bà cô bác. Thì Lâm ngày hôm nay Lâm sẽ giao tiếp em đó, hỏi có cần giúp gì nữa không. Đó. Thì ngoài cái xà bông gội đầu ra thôi, không có thôi. Chứ tất cả đều có hết. Bây giờ Lâm sẽ gom dần từng món nha. Thì mình giao tiếp mình hỏi nó anh em nó giúp gì nữa cho mình nha ông bà cô bác. Đặc biệt là cái món cơm á, thì do Lâm á hôm nay nên lên cái dĩa thì Lâm sẽ lấy cái này nè. Cái này nó cũng rất là sạch nha mà cô bác, nó sạch chứ không có dơ nha. Lâm sẽ để cơm lên đây, không có dơ đâu mà cô bác. Dù em nó đói con ăn nữa, Lâm cũng quên đem cái dĩa chứ không phải lấy. Ông bà cô bác thông cảm nha, đừng có buồn Lâm nha. Em gái này chắc cũng buồn Lâm đâu. Xịt tin nè, lọc nước xịt tin nè, Lâm sẽ để đây luôn nha. Lâm sẽ lấy cái này bọc nè, đây cái bọc mà gồm cơm vô nha ông bà cô bác. Gom cái vỏ cơm này vô. Hai cái đèn cày làm cũng gom vô luôn nè. Chắc chắn là em nó rất là mừng đó mọi người. Để làm giao tiếp thử coi nó em nó cái cảm giác nè. Mình hỏi cảm giác em nó được ẩm no như vậy thì có được có ấy không nha. Để mình giúp thêm em nó nha, có thể mình phiên căn em nó về chùa tu đi chứ ở đây lệnh lợi ối khác lắm. Với lại Lâm nhiều khi Lâm có lợi Lâm hoặc là Lâm không lợi nữa mà cô bác cũng như giúp lắm. Lâm phải tranh thủ nha. Rồi, giờ Lâm chỉ còn cái dĩa, lấy cái dĩa này ra nữa là thôi. Rồi Lâm để hết đây nha, hết đó cho em nói nha bà cô bác. Chứ làm sao đi tìm em nó mà giao tiếp với nó nha. Rồi cần có giúp gì không nha. Rồi đi thôi nha bà cô bác. Xịt tiền như nước đây luôn nha, cái cam đầy đủ luôn. Đang chốt tiền không có em đâu. Em ơi, em nó đông người ta. Em ơi, anh muốn trò chuyện với em nè, để mà giúp em một việc nha mẹ. Em ơi, anh muốn giúp em một việc này nè. Em nói rồi, khi ăn không đi ra ngoài rửa tay không? Để có nước đồ rửa, còn cầu chống trơn à. Tìm nước rồi. Kiện mà có Lâm thấy rồi. Thì Lâm đặt cái máy để mà giao tiếp với em nó nha. Mình hỏi thêm chuyện nha.
đặt ra máy là mình sẽ nói thêm cho ông bà cô bác. Thì ông bà cô bác ơi, mới thời Lâm mà giao tiếp với em nó, đầu tiên là hỏi là những cái thức ăn, những cái áo mới thời em đã nhận chưa. Em nói rất là vui ông bà cô bác, vui lắm, em đã nhận hết rồi. Thì anh em nó có hỏi một cái thắc mắc là mình cũng khó trả lời là như vậy. Em nó hỏi là sờ bông em đâu gội đầu đâu. Thì Lâm mới trả lời là không có bán sờ bông mà cho vong linh được đó. Thì giờ em gội nước đỡ, hoặc là em đi tìm cái gì đó em gội đỡ, gội nước đỡ đi nghe, chứ không có sờ bông để mà đốt xuống cho em. Chứ có trái cây bánh trái này kia đầy đủ, môi son này đầy đủ hết. Thì để biết em nó sẽ nhận cái áo đó rồi, thì để nghe Lâm sẽ quay trở lại và sẽ giúp em nó cầu siêu cho em nó về chùa tu, hoặc là thể cầu siêu giải thoát của nhau mà cô bác. Thấy em nó tội nghiệp trước khi gặp mình lúc nãy, hình như là ông bà cô bác nếu theo cái cam thấy khi mà Lâm làm cái thực một cái là em nó xá mình lia lịa hết, là rất là mừng, cảm ơn được ấm no. Em nói là chưa có thấy người, một người con trai đàn ông nào mà tốt như vậy đó. Thì em nó còn chúc anh được dồi dào sức khỏe, rất mong anh hãy giúp em về chùa, em cảm ơn rất là nhiều. Thì nghe nói rất là tội nghiệp, thì chắc cái lẽ Lâm sẽ được sau và trả lời sẽ cố gắng giúp em nói. Nhưng mà cô bác thấy tội nghiệp quá, 35 tuổi mà khuôn mặt thì Lâm nhìn cũng không rõ, nhưng mà cách mà cái trò chuyện hoặc nói chuyện rất là dễ thương và rất là mến. Dông linh không phải ai mà tốc độ cũng dữ đâu, hỏi tại sao mà em lại tốc độ vậy. Thì em thích tốc màu đỏ, em đi chơi em tìm bị hãm như vậy tốc màu đỏ luôn đó. Thì đại khái là như vậy, Lâm sẽ tìm cách khuyên căn em nói. Em nói không còn luống luyến, không giận hờn gì cả, em sẽ bỏ qua tất cả hết rồi. Thì Lâm lần sau Lâm sẽ cầu siêu cho em nói về chùa nhân mà bác. Bây giờ video Lâm sẽ kết thúc tại đây, chào bà bác ạ.